Hôm nay mình chia sẻ các bạn cái chủ đề là học cách thất bại. Người người ta hay nói là học cách để thành công, còn mình là học cách thất bại. Người ta nói là học cách để làm giàu, mà nó là học cách thất bại. Mình không biết là đã từ bao giờ mà mọi người tự mặc định trong đầu là họ sợ cái từ thất bại, ok, và họ luôn đi học và tìm mọi cách để không thất bại, và họ họ chuẩn bị rất là nhiều phương án. Phương án B, phương án C, phương án D để không thất bại. Họ muốn giàu mà họ không muốn thất bại. Họ muốn kinh doanh thành công mà họ muốn thất bại. Họ muốn khởi nghiệp là ra thành công liền mà họ không muốn thất bại. Họ chuẩn bị rất là kỹ. Một sự thật rằng rằng là càng chuẩn bị càng kỹ thì lại càng thất bại. Các bạn có hiểu ra điều này chưa? Anh nào mà càng sợ thất bại thì đó lại càng thất bại. Cái thất bại lớn nhất của trên đời này là sợ thất bại và không dám thất bại. Cái rủi ro lớn nhất trên đời này đó là không dám chấp nhận rủi ro. Các bạn nên nhớ vậy, bởi vì các bạn sợ quá. Bởi vì sao ạ? Nên là cái cách của mình nó là như thế nào ạ? Hãy lên kế hoạch, hành động lên, ok chưa? Hành động xong điều chỉnh xong hành động tiếp. Bởi vì các bạn không thể ngồi mà các bạn chuẩn bị để cho mọi thứ nó đúng được. Tất cả cái đó là lý thuyết. Khi chúng ta cứ hành động thì đã hành động rồi thì nó mới tạo ra kết quả. Kết quả có thể đúng, có thể sai. Đúng thì chúng ta làm tiếp, và sai thì sửa sai làm tiếp. Tóm lại đúng sai gì cũng làm, thì chúng ta mới biết 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 được. Nên là cái hành động là cứ lên kế hoạch, hành động điều chỉnh rồi hành động tiếp. Tại sao vậy? Công việc này các bạn giải quyết rồi thì công việc mới nó lại phát sinh, rồi lại giải quyết tiếp, rồi công việc mới lại phát 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 sinh. Cuộc sống thì chúng ta vẫn cứ sống, ngày hôm nay các bạn cũng phải sống, và ngày mai các bạn cũng sống, và ngày mốt các bạn cứ sống, và đừng cứ sợ sai, vẫn cứ làm. Và nó phát sinh thì chúng ta điều chỉnh. Những người trước khi họ làm đúng là trước đó họ sai rất là nhiều, những người trước khi họ thành công là họ thất bại rất là nhiều. Bạn nên nhớ như vậy, đừng có tìm cách để chuẩn bị mà cho không thất bại, bởi vì càng chuẩn bị là nó càng thất bại. Và mình nói như thế nào ạ? Mình có một cái mình có gặp một cái bạn bạn đó tên là Văn Trang, giám đốc của công ty Grab á. Bữa hôm đó bạn kể cho mình một cái câu chuyện rất là, cái trải nghiệm bạn rất là thú vị. Bạn nói cuộc sống kinh doanh nó rất là thú vị, bởi vì sao ạ? Vấn đề nó phát sinh, mình nghĩ cách để giải quyết vấn đề đó, thì vấn đề cũ được giải quyết thì lại tiếp tục đối mặt với một vấn đề mới phát sinh, và lại nghĩ cách để giải quyết vấn đề đó, và giải quyết xong thì lại vấn đề mới nó lại phát sinh tiếp. Bạn nói cuộc sống vô cùng thú vị, hành kinh doanh vô cùng thú vị, bởi vì đó là một hành trình liên tục đi giải quyết những vấn đề phát sinh xảy ra. Bạn có cảm nghiệm ra điều nào không ạ? Rõ ràng cái cuộc sống bạn đang cảm nghiệm cái điều đó. Bản thân mình thì mình lại nó có cái câu nói khác: đừng có mong cuộc sống nó không có vấn đề. Cuộc sống này chúng ta có rất là nhiều vấn đề, chúng ta chỉ mong rằng gì, chúng ta có khả năng học tốt hơn để chúng ta có năng lực giải quyết vấn đề tốt hơn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Đừng cứ mong mà nó không có. Vậy thì cái vấn đề ở đây nó là gì? Vấn đề ở đây là chúng ta phải học, học được cách gì? Học được cách thất bại. Bởi vì đằng sau những thành công đó là những thất bại. Đằng sau những cái người khởi nghiệp thành công đó là họ va vấp rất là nhiều lần, học được cách thất bại. Cái kinh nghiệm của mình là học được cách thất bại, thanh lịch. Thất bại mình cũng có thanh lịch nữa các bạn ha. Với cái kinh nghiệm của mình nó có hai dạng thất bại, một cái dạng là thất bại khổ đau và dạng thất bại thanh lịch. Đừng cứ rớt vào thất bại khổ đau. Thất bại khổ đau là cái thất bại mà nó gây ra các bạn hậu quả nó quá lớn, nó làm cho bạn mất nhà, mất cửa, mất tiền, mất bạc, mất rất nhiều mối quan hệ. Nên các bạn rớt vào thất bại khổ đau thì bạn không có cơ hội để bạn đứng lên nữa. Mình chỉ khuyên các bạn cái chỗ chỗ đó đừng có rơi vào thất bại khổ đau, bởi vì nó đưa bạn vào cái con đường cùng. Mà chúng ta hãy học được cách gì? Thất bại thanh lịch. Thất bại thanh lịch là cái thất bại các bạn té một cái mà bạn có khả năng bạn đứng lên lên là được. Té mà nó chỉ chạy sức sơ sơ thôi, té nó giúp cho bạn học hỏi để rút kinh nghiệm thôi. Cái thất bại mà bạn té mà bạn không bị mất nhiều tiền, bạn té nhưng mà bạn không bị tan rã gia đình, bạn té nhưng mà bạn không mất được cái mối quan hệ, hãy học được cách thất bại thanh lịch thì các bạn mới không sợ thất bại. Đừng có học cách để không thất bại. Bạn hiểu ra điều này chưa? Kể cả khi bạn thành công mà bạn không có cái thất bại nào thì cuộc sống bạn không có ý nghĩa đâu, bạn bạn không phát triển được đâu. Đó. Nên là
Đừng có học cách để không thất bại, mà hãy học cách để đối mặt với vấn đề. Và nếu lỡ thất bại thì sẵn sàng té, và té một cách vô cùng thanh lịch. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Chị bạn sẵn sàng để khởi nghiệp chưa? Và bạn sẵn sàng lớn lên từ những cái va vấp và những cái thất bại của chính cuộc đời của mình chưa? Bạn sẽ rất là tuyệt vời, cuộc đời nó rất là ý nghĩa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hãy nhớ đăng ký theo dõi các đoạn video của mình bằng cái nút đăng ký trên YouTube đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.